chào anh em. Chúng bị mô tô hôm nay sẽ giới thiệu một cách lên xe Adventure cho đúng kỹ thuật. Mọi người tham khảo nhá. Đầu tiên là để chân vào đây. Xong rồi bắt chân vào đây. Xuống. Rồi. Quá đơn giản. Tiếp theo là cách lên xe xuống xe khi mà đang dựng chống đứng. Xuống xe thì chúng ta sẽ để đổ. Xong rồi xuống và đi luôn. Bây giờ là đã trong sân tập, nên là tôi sẽ khởi động warm up một số cái động tác khá là dễ. Mọi người nhìn có vẻ khó nhưng mà thực ra nó rất là dễ. Khởi động nha. Thấy cái con xe này nó khó điều khiển lắm không? Thực ra nó là rất dễ.